Rồi, hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng nay chúng ta đã có mặt tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam ha các bạn. Đây là thành phố thứ hai của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam có hai thành phố, đó là thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An. Mình quay thành phố Tam Kỳ cho các bạn coi rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá thành phố thứ hai, đó là thành phố Hội An. Một thị xã, đó là thị xã Điện Bàn, và 15 huyện. Hiện tại chúng ta đang đứng trên đường này có tên là đường Nguyễn Tất Thành, ngay trung tâm của thành phố Hội An luôn các bạn. Từ đây hướng này mà chạy về cầu Cửa Đại, đi đường ven biển á, về đến ngay chỗ cái bãi biển Tam Thanh, về thành phố Tam Kỳ đó là khoảng gần 40 cây các bạn. Đây, còn hướng này đường Nguyễn Tất Thành chạy ven biển này đi về thành phố Đà Nẵng là khoảng 25 cây. Vô đến trung tâm của thành phố Hội An thì đường này có tên là đường Nguyễn Tất Thành. Thì thành phố Hội An này có tổng cộng là 9 phường và 4 xã ha. Chúng ta đang đứng trên đường Nguyễn Tất Thành. Phường này thuộc là phường Cẩm Phô. Rồi, chúng ta chính thức đi tham quan và khám phá thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Đây gọi là thành phố cổ ha các bạn, bởi vì có cái khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận năm 1999, di sản, được gọi là di sản thế giới nha các bạn. Bên trái là công ty điện lực. Đây, trước khi vào trong trung tâm của khu phố cổ có cái công viên nè, đường Nguyễn Tất Thành giao nhau với đường này là đường Hai Bà Trưng, quẹo trái là đi ra đường Lạc Long Quân, đường ven biển đó các bạn. Quẹo phải là Nguyễn Hai Bà Trưng, là đi vô trong khu phố cổ ha. Chúng ta sáng nay đi tham quan và khám phá khu vực ngoài rìa của thành phố cổ Hội An đó, cuộc sống mua bán kinh doanh trên đường Lý Thường Kiệt. Bên kia là xí nghiệp cấp thoát nước của Hội An. Vùng đất này là vùng đất của phố cổ mà các bạn, cho nên tất cả những kiến trúc quy hoạch còn giữ lại từ cơ quan công quyền cho đến khách sạn, nhà hàng đều thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển. Khu vực được hình thành từ những thế kỷ thứ 16, 17 lận. Đây, cuộc sống kinh doanh mua bán của người dân tại thành phố Hội An trên đường Lý Thường Kiệt. Cửa hàng điện thoại, quần áo, shop thời trang. Đây có FPT nè. Ốp lưng. Mua bán phụ kiện điện thoại khá là nhiều ta. Đây, những cái nhà cổ. Bên phải là hệ thống cây bàn, sử dụng cây bàn khá là nhiều. Đây là đường Nguyễn Trường Tộ, quẹo xuống khu phố cổ. Chúng ta đi vòng rìa ở ngoài một chút rồi vô sau. Tối mình ở lại đây, mình quay cho các bạn về cái khu phố cổ, buổi tối thì mới đẹp. Ban ngày chủ yếu kinh doanh mua bán, buổi tối tạo thành cái phố đi bộ.
Bên phải đây là sân vận động Hội An đó các bạn. Sân vận động đang nâng cấp sửa chữa. Trên đường Lý Thường Kiệt, chúng ta đi đường ngay chỗ trường cao đẳng đó là đầu đường của Lý Thường Kiệt. Sân vận động dài ra tới đây nè. Còn phía bên này là trung tâm kỹ thuật nông nghiệp của thành phố Hội An. Đây, quẹo phải là xuống khu phố cổ Hội An, đường Ngô Gia Tự. Còn chúng ta tiếp tục đi những con đường trung tâm y tế của thành phố Hội An ha các bạn. Kế bên là phòng lao động thương binh và xã hội luôn của thành phố Hội An, nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Hệ thống cây bàng và cây phượng hai bên đường. Thành phố của du lịch biết đến sau khi UNESCO công nhận đây là di sản của thế giới luôn rồi. Năm 1999, 2000 đến giờ là 24 năm. Bên phải là từ thành phố di sản cho đến thành phố sáng tạo. Đây là công viên quảng trường của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bên trái còn cái cây xanh, cây tre, cây trúc, những cây tràm. Tiếp tục đi trên đường Lý Thường Kiệt, ôm trọn cái thành phố Hội An, coi cuộc sống của người dân ha các bạn. Hai bên phải là trường tiểu học Sơn Phong ha. Xe đạp điện, quán cà phê có cây xanh quá trời bóng mát luôn. Hai cây rất là lớn, già cỗi rồi đó. Đây những căn nhà văn phòng của cơ quan chính quyền, tổ dân phố, ấp, phường gì đó, nằm trên đường Lý Thái Tổ. Còn đường này là đường Lý Thường Kiệt. Những villa, những khách sạn xen lẫn nhà dân, những tiệm hớt tóc, cầm đồ, mì quảng, món đặc sản tại thành phố Hội An này đó là món cao lầu các bạn. Đi ra khúc sau này bắt đầu thấy khung cảnh đây có cây bàng quá trời đẹp luôn. Đây khung cảnh còn đậm chất vùng thôn quê. Những hộ dân còn sống trên cái mảnh đất, ruộng lúa vẫn còn nha các bạn. Gần ra đến cuối con đường Lý Thường Kiệt rồi. Con đường Lý Thường Kiệt cũng khá là dài. Phía bên phải là những cái khách sạn, villa, khu nghỉ dưỡng. Rồi ngắm ra khung cảnh đồng ruộng bao la bát ngát tại trung tâm của thành phố Hội An, quá trời đẹp luôn. Đường này là từ đường Phạm Ngũ Lão. Bên trái cũng như bên phải hệ thống cây xanh khá là tươm tất, mát mẻ, tạo bóng mát, quá trời mát luôn. Hàng quán cà phê, thành phố của du lịch.
du khách Tây bao la bát ngát luôn, cho thuê xe đạp, xe gắn máy. Đường Trần Khát Chân, Khát Chân hay là Khát Chân, bên trái là trường mẫu giáo, trường mầm non các bạn ha. Đây cuối con đường Lý Thường Kiệt, quẹo phải là ra cầu Cửa Đại đi về thành phố Tam Kỳ cũng như đi về bãi biển Tam Thanh. Hồi chiều hôm qua mình đến thành phố Hội An này là đi qua cái con đường này các bạn. Đây là trung tâm văn hóa thể thao phường Cẩm Châu. Hồi đầu video là cổng phô, bây giờ là bây giờ là thuộc phường được phép quẹo phải khi đèn đỏ, đi thẳng đó là ra cái cây cầu Cửa Đại các bạn. Phường Cẩm Châu ha, có 9 phường và 4 xã, thành phố Hội An có 9 phường 4 xã. Đây cuộc sống kinh doanh mua bán cũng như sinh hoạt hộ gia đình, xen kẽ những quán hàng quán kinh doanh, khách sạn, nhà cổ, quá trời đẹp luôn. Bên phải là cơ quan chính quyền, trụ sở ủy ban của phường Cẩm Châu. Nó còn giữ lại nét kiến trúc cổ xưa. Một khi đã gia nhập vào cái di sản văn hóa của thế giới rồi, tất cả ở đây cơ sở thờ phụng cũng như là muốn nâng cấp sửa chữa xây dựng mới là phải báo cáo. Nhỏ lẻ không sao, chứ còn xây dựng lớn là phải báo cáo các bạn. Hàng quán kinh doanh quá trời. Đường này là đường Cửa Đại đó, đường Phạm Ngũ Lão, chạy thẳng qua bên đó là đường Lý Thường Kiệt. Đường có tên là Cửa Đại, bên này có cái công viên quá trời đẹp luôn. Chuẩn bị đến ngày hội nhà nông năm 2024, nông dân Cẩm Châu hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. Ngoài trung tâm của thành phố thì các phường xã khác còn hoạt động mạnh về nông nghiệp ha các bạn. Trung tâm phố cổ thì chuyển qua mô hình dịch vụ rồi. Đây trên con đường Cửa Đại, bún bò Huế, tiệm chim cá cảnh đầy đủ hết, tiệm sửa xe, phụ kiện điện thoại rất là nhiều, cửa hàng vật liệu xây dựng, tiệm tạp hóa nè, cắt tóc, hớt tóc. Đó, đâu đó những căn nhà của đại gia sống yên ả. Hiệu vải, phải đây, khách sạn quá trời, số của khách nước ngoài, công ty tập đoàn nước ngoài đầu tư là chính, nhiều lắm. Đó, khách Tây không. Đó, đâu đó còn những cái con kênh, con mương dẫn vô trong kia, có cái đầm sen nhìn đẹp quá trời đẹp à. Bên này còn cái quỹ đất trống.
cho tay ngồi thảnh thơi, nhịp lùi, uống nước ngắm ông đi qua, ngắm bà đi lại. Đây, hệ thống cây bàn và cây phượng rất là đẹp tại thành phố Hội An. Đường Cửa Đại, chúng ta đang đi tham quan và khám phá một thành phố cổ, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Đây là thành phố thứ hai sau thành phố Tam Kỳ. Kinh doanh mua bán phụ kiện điện thoại rất là nhiều. Có tiệm thuốc tây rồi kìa. Đường Cửa Đại giao nhau với lại đường Phạm Hồng Thái. Phạm Hồng Thái quẹo trái là xuống dưới khu phố cổ ha các bạn. Còn quẹo phải là ra đường Lý Thường Kiệt đó. Chúng ta đi hai con đường song song với nhau đây. Đây, bên trái là trường trung học cơ sở Kim Đồng, một ngôi trường cấp 2. Đối diện là công viên của thành phố Hội An luôn. Ngay chỗ công viên này có những cái lô cốt các bạn, lô cốt. Những cái lô cốt ha. Đây là lô cốt thuộc thế hệ phòng thủ bảo vệ tiểu đoàn công binh 102 của chính quyền Sài Gòn, đóng quân tại Hội An trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng. Những cái lô cốt ha các bạn. Từ thành phố Di Chản đến thành phố Sáng Tạo. Tiếp tục kế bên trường trung học cơ sở trường cấp 2 thì có trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp, trường cấp 3 luôn ha. Trường cấp 2 và trường cấp 3. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo ha các bạn. Ngay góc ngã tư giao nhau với Phạm Hồng Thái đó là đổi tên rồi, đường Cửa Đại nối tiếp với đường này là đường Trần Hưng Đạo. Cây bàn quá trời là lớn, cao to. Đây, bên phải là bệnh viện đa khoa của thành phố Hội An ha. Nằm ở số 4 đường Trần Hưng Đạo các bạn. Bệnh viện đa khoa của thành phố Hội An nằm ngay khu phố cổ Hội An. Quẹo trái đó là xuống khu phố cổ, chúng ta đi tiếp tục khám phá những con đường song song. Đường đó là chạy ra đường Lý Thường Kiệt lại lúc ban đầu đó. Đây là bưu điện của Hội An ha các bạn. Những ngôi nhà còn giữ lại lối kiến trúc cổ xưa. Đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Huệ. Đường Nguyễn Huệ chạy thẳng xuống dưới khu chợ đó. Chúng ta đi một vòng quay cho các bạn coi toàn bộ thành phố này mới được. Bên này là cái khu dịch vụ du lịch quảng bá của thành phố Hội An. Đây, những căn nhà cổ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An. Khúc này là qua một cái phường khác rồi các bạn ha. Bên phải là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Đây, Bảo tàng Hội An.
lối vào xe điện trung chuyển khách tham quan. Nhà của nhà thơ, nhà văn đủ các kiểu hết. Giao nhau với đường Nguyễn Trường Trọ đây, quẹo phải là ra đường Lý Thường Kiệt ha. Quẹo xuống là khu phố cổ Hội An. Đoạn này là đoạn đầu đường của đường Trần Hưng Đạo. Bên phải có cái đình di tích đình Xuân Lâm, di tích đình Xuân Lâm các bạn. Mua bán quần áo là chính quá trời trên con đường Trần Đạo đầu đường. Những nhà mai vết tông, những nghệ nhân lâu đời rồi đó. Giao nhau đường Hai Bà Trưng ha. Đường Hai Bà Trưng chạy ra đường Lý Thường Kiệt. Bên trái là tòa án nhân dân của thành phố, đội thi hành án của thành phố Hội An. Quán cơm niêu phố cổ quá trời là sắc màu luôn, đẹp quá trời đẹp. Những bãi giữ xe, những ngân hàng không có cao siêu, lầu cao cửa rộng. Căn nhà để bán cho thuê. Khi xưa còn đậm chất cổ xưa, chứ còn bây giờ người dân họ cho thuê lại vô trong thành phố ở hết trơn, vô Đà Nẵng. Chúng ta hoành lại vô trong thành phố ha. Hội Thánh Chi Tinh Lành, Chi Hội Hội An ha các bạn. Nơi đây là cái quảng trường, dạo một vòng quảng trường các bạn coi. Quảng trường sông Hoài. Sông Hoài thực chất nó là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn các bạn. Mà dòng sông Thu Bồn đó là tiếp nối từ dòng sông Tranh, từ ở tỉnh Kon Tum. Buổi tối mình sẽ đi bộ từ đây vô quay cho các bạn coi cảnh buổi tối ha. Còn giờ chúng ta đi quay đường phố. Đó, những cái đường đó chặn lại tối sẽ làm khu phố đi bộ. Thì khu vực tối đi bộ sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi. Đường Phan Chu Trinh đó các bạn. Nhà có cây bông giấy đẹp quá trời đẹp luôn. Những nhà cổ xưa.
phía bên phải à. Lúc trước nó là cái gì đó, bây giờ đang nâng cấp sửa chữa lên à. Đường này từ 5 giờ rưỡi thì hạn chế xe lớn, xe gắn máy vẫn đi được, Phan Trung Trinh nè. Nhưng mà bên phải đó là bắt đầu những cái con hẻm là sẽ khóa lại, chỉ dành cho đi bộ với đi xe đạp thôi. Còn ban ngày thì đi được, ban ngày đi xe Honda vô. Bởi vì nơi đây là cái làng mà người dân sinh sống bình thường. Đây chúng ta gặp một ngôi trường trung học cơ sở Tiếp Nguyễn Duy Hiệu, nằm số 81 Phan Châu Trinh, người miền Trung gọi là Phan Châu Trinh. Tranh thủ quay vào lúc giữa trưa này thì đường xá nó mới vắng vẻ, quay dễ quay và dễ coi, chứ còn vào lúc chiều tối rất là đông. Chiều tối mình sẽ đi bộ quay các bạn coi ha, phố đi bộ và xe không động cơ xăng. Dịch vụ văn phòng photo copy in ném, quán ăn. Vương Tử Hoàng, nha sĩ quốc gia luôn hả? Nhà của nha sĩ quốc gia luôn. Gọi là quốc gia là thời Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những ngôi nhà cho thuê lại, họ sửa chữa rồi sơn phết trùng tu lại ha các bạn. Màu vàng rất là đậm. Bên phải có những cái ngôi đình của người Hoa, người Phúc Kiến, người Triều Châu, đủ kiểu hết. Đây là khi xưa là một cái cảng gọi là kinh doanh mua bán rất là sầm uất. Ta quẹo xuống ngôi chợ các bạn, chợ Hội An ha, nơi giao thương kinh doanh mua bán rất là sầm uất một thời, từ những thế kỷ thứ 16, 17 lần, nơi quy tụ rất nhiều các quốc gia về đây giao thương, các thương gia kinh doanh mua bán lớn trên thế giới đổ về, tạo nên một cái khu phố cổ sầm uất giàu có tại cái vùng đất này. Trước mặt chúng ta là chợ Hội An. Đây là những cái đường bộ buổi tối sẽ khóa lại. Còn bây giờ ban ngày chúng ta có thể đi dạo một vòng chợ Hội An. Phía bên trong hàng quán ăn uống là chủ yếu. Kinh doanh mua bán mỹ phẩm, quần áo, thời trang ở bên chợ bên kia kế bên. Hay còn những cái nhà kế bên chợ thì cũng kinh doanh mua bán đủ kiểu hết. Đây những sản vật, những món ăn đậm chất vùng miền của tỉnh Quảng Nam. Phía sau này là rau củ quả, thịt cá. Đây đường Bạch Đằng ha, nó chạy sát mép dưới đây, phía sau này là dòng sông Thu Bồn đó các bạn. Thank you.
cảnh phía sau họp chợ kinh doanh mua bán thịt cá rau củ quả là chủ yếu. Thịt thà, mắm, bánh, món ăn vùng miền. Hello. Mấy chú Tây nghe biết là kêu lại đó, chứ không phải đâu. Không phải là không biết đâu. Nghe riết thành thói quen thôi. Hey, you come on. Đây, sản vật đặc sản. Đó là lồng đèn. Tại thành phố Hội An. Quanh ra lại ha. Tiếp tục quẹo trên con đường Phan Chu Trinh, chúng ta sẽ gặp cái bánh mì Phượng rất là nổi tiếng, mấy chục năm tuổi đời, cũng bị một cái vụ xì kinh đan, bị ngộ độc thực phẩm. Bánh mì Phượng cũng lên bờ xuống ruộng một thời gian, bây giờ không biết có phục hồi lại được chưa các bạn. Đây, quán bánh mì Phượng rất là nổi tiếng. Sau khi một cái ẩm thực gia nước ngoài, một đầu bếp rất là nổi tiếng, mình quên tên rồi. Ông đến ăn rồi xong ông review cho. Từ lúc đó là cái bánh mì Phượng tại phố cổ Hội An này, khách Tây nó đến nườm nượp luôn. Đây là đường Trần Phú. Đây, khung cảnh mua bán tại bên khu chợ ha, các bạn. Này gọi là trung tâm thương mại đó. Đó. Taylor Hội An Inside the Low Market. Chợ quần áo. Ngắm nhìn khung cảnh cái chợ. Phía bên này là những ngôi nhà cổ. Nhà thuốc Tây ABC Bạc Ma City. Cái cây này tên gì đây? Mùa ngủ công mùa hoa đào. Có tên tiếng Anh luôn ha, tên tiếng Anh, tiếng Pháp luôn. Nói chung là tên khoa học ha các bạn. Quá trời là cổ luôn, hai cây bên này nè. Những cửa hàng đại lý bia, shop quần áo, tấm đổ rác xà bần phóng quế tại khu vực này. Cây này quá trời rộng bự, mấy người ôm nó mới hết á. Đã gặp được một cái tiệm vàng. Chúng ta quẹo trái, đường này là đường Phan Bội Châu. Nãy đường ngay chợ đó là đường Hoàng Diệu các bạn. Xe mắt kiến đồng hồ bị đuổi ra ngoài khu vực. Mai qua đến thành phố
Đà Nẵng mình quay các bạn coi cái bãi biển Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng với những tiêu chí rất là gắt ghê. Trong đó có một trong năm tiêu chí cấm bán hàng rong, xin ăn và chèo kéo. Mình khoái nhất là cái câu chèo kéo. Đi du lịch mà các bạn bị chèo kéo, mời mọc, rất là khó chịu. Quẹo ra đường này là đường Phạm Hồng Thái để chạy ra lại ngay cái quảng trường, cái sân vận động. Ngân hàng, cái xin băng ha. Đó. Những ngân hàng ở đây không có nhà lầu, cửa kiến. Văn phòng đăng ký đất đai Hội An, ok. Đây ha các bạn, chúng ta Phạm Hồng Thái giao nhau, đường bên này là đường Cửa Đại nè. Còn bên này là đường Trần Hưng Đạo, ngay cái trường cấp 2 Kim Đồng với đường trường cấp 3 Trần Quý Cáp. Đây chúng ta ra lại đường Lý Thường Kiệt đây, ngay cái khu vực này là quảng trường công viên của thành phố Hội An. Tiếp tục bên phải là có trường tiểu học ha, Sơn Phong các bạn. Trường tiểu học Sơn Phong có mặt tiền ở bên đường Lý Thường Kiệt nữa. Rồi, như vậy là sáng nay mình cũng đi quay các bạn coi cái cuộc sống tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Đây là thành phố thứ hai trong hai thành phố lớn của tỉnh Quảng Nam, đó là thành phố Hội An, cũng là thành phố cổ được UNESCO công nhận vào năm 1999. Đây là khu phố cổ di sản của thế giới. Rồi, có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.